xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với Laptop AZ. Thì trên màn mình đây là một mẫu series Acer Nitro Gaming 2020. Thì thông thường thì mẫu này bán rất tốt rồi, nhưng tuy nhiên thì hôm nay nó đặc biệt hơn một chút, đó là hiện tại mình đang chuẩn bị khui hộp 6 chiếc Nitro 2020 phiên bản Core i5-10000, RAM 8GB SSD 256, các màn hình GTX 1650. Hàng bên mình về lần này là hàng mới nguyên sim 100%, với mức giá hiện tại bây giờ đang nó chỉ là tầm 18 triệu trên giá thị một chút xíu thôi, với chế độ là ngoài 12 tháng anh em tự tay bóc siêu với 100%. Thì bây giờ mình đang chuẩn bị khui hộp để mình giao cho những anh khách hàng ở Hà Nội và các tỉnh thành hôm nay. Mẫu nguyên siêu thì bên trong sẽ đầy đủ hết các thông tin về quà tặng, sách hướng dẫn, rồi là có đi kèm một cáp nâng ổ cứng ấy. Đây là hộp sạc, trong sạc này sẽ có một cái móc như này, móc chìa khóa khá hay. Dây nguồn của dây nguồn sạc đi, và một cái cáp ổ cứng và ốc ổ cứng khá là đầy đủ đấy. Bộ sách hướng dẫn, đây gì đây, đề can để anh có thể trang trí. Đây, bóng sâu rất cẩn thận. Ok. Rồi, và một chút nữa mình sẽ kích hoạt Win. Tiếp tục em thứ hai. Và mình sẽ bóc hết toàn bộ 6 em này để giao cho khách hàng. Và mẫu này đang được sale với mức giá rất tốt. Nếu anh em có nhu cầu quan tâm thì có thể tham khảo tại website của laptopaz.vn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Ok.